Chào các bác nhá, hôm nay em vừa mới về cái lô ba kích. Đây. À, bác nào có nhu cầu mua ba kích thì alo em ship cho nha. Đây, cái này ba kích rừng nó cũng ngoằn ngoèo khoằn khoèo và củ nó không đều nhá các bác. Đấy, nếu mà các bác lấy ba kích trồng em đặt người ta cắt cho thì đều. Nhưng mà cái này thì rừng thì bà con đi tìm khó nên là gặp như thế nào thì sẽ đào về như vậy. Đây rất là tím đẹp nha. Đấy. Em tách bỏ lõi cho vào túi hút chân không để em ship là 300 ngàn một ký nha. Còn nếu mà các bác lấy như thế này đi các bác tự tách tự trải nghiệm 200 nghìn một ký nha, 200 nghìn một ký. Đây. Nó ngoằn ngoèo, khoằn khoèo. Đây. Nó rất là già. Nó cũng khó đào, chỗ được chỗ không ấy các bác. Đây, tím nha, em bán tím là bóc vào là tím nha, chứ không phải tím nhưng mà không dám test cho khách xem thì tím hay không thì em cũng chịu. Nhưng mà của em liễu thì tím là test vào như này là tím nha. Đây, thôi em bẻ bằng này. Để em bóc củ này nha. Xem nó tím không. Này bà con đào nó bị rời rụng ra ấy. Ây, móng tay em 2-3 hôm nay đi rừng nhiều quá nên là bẩn hết. À tím nhá các bác. Tím đấy nhưng mà nó không tím đậm thôi. Đấy tím. Khó lên nét quá nhỉ. Quay nhiều quá máy đầy. Tím đấy. Không đậm. Ba kích rừng thì 300 ngàn 1 kg. Các bác tự trả cước nha. Cái này em mua đắt rồi các bác ạ. Bây giờ hàng rừng mà về mình nhặt lấy cái chùm tím không như thế này nó khó kiếm đấy. Giờ người ta lấy hàng xô thì bao giờ cũng lấy được rẻ hơn. Nhưng em người thật việc thật. Tím thì là bóc vào tím luôn. Test cho xem thoải mái luôn. Đấy. Bán cho các bác thì tối kê cao gối mà ngủ chả phải nghĩ cái gì. Mình người thật việc thật. Đấy. Nhìn nó xấu. Nhưng mà chất lượng nhá các bác. Còn đây là ba kích Quảng Ninh hàng loại 1, hàng trồng nhá các bác. Cái loại này thì khách quen đặt nhà em lấy. Khách có xưởng rượu ấy. Một thời gian lại lấy, một thời gian lại lấy. Em đang ngâm để mà rửa cho khách, cái này em tuyển chọn cắt từng củ toàn củ già nhé các bác. Sau khi ngâm khoảng 20-30 phút để cho nó mềm đất, em sẽ tiến hành rửa như thế này nhé. Sau khi rửa xong củ ba kích thì nhà em sẽ tiến hành lấy về phơi như thế này. Đây là nó đã khô rồi nhé các bác. Tím hay không các bác nhìn là biết rồi nhá. Đấy, hàng loại 1 nhà em bán như thế này là 280.000 một kg, là em sẽ tách lõi bỏ vào túi hút chân không, ủ rượu ship đi cho các bác. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quý báu của mình xem video của em nhé. Bác nào thấy video của em thì làm ơn cho em xin một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em bán hàng với nhé. Rất biết ơn các bác ạ. Để có những cái chum rượu ba kích ngon như thế này thì em liệu tiến hành ngâm hàng năm trời nha các bác. Cái dược chất của nó mới ngấm vào rượu hết và cái màu sắc của nó đẹp và nó thơm nước mũi luôn.